Ok các bác nhá. Đấy thế là em cũng vừa trải nghiệm một cung đường. Bây giờ cũng đã đến nhà khách rồi đây này. Thì trên đoạn đường đi này thì cũng có rất nhiều cái cảnh nữa khác, nhưng mà em cũng không có thời gian để quay tiếp cho các bác ấy. Thế đây em đến nhà khách rồi. Hôm nay bác này là ở khu vực Tân Uyên của Lai Châu các bác nhá. Đây nhà bác đây. Thế thì các mọi người đang hạ hàng đây. Bây giờ em sẽ xuống hàng cho khách, bàn giao cho khách các bác nhá. Ok. Rất là tuyệt vời luôn, rất cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của em. Đây. Đây các bác này, bây giờ hiện tại là đang xuống hàng cho khách ở đây. Full hết đồ luôn. 6 phòng vệ sinh full hết đồ luôn các bác nhá. Bồn tắm này, bẹt này, buồn chậu này. Đây thì em sẽ xuống đồ cho các bác ấy. Đây để trong này. Tuấn ấy bỏ dịch ra xong rồi để còn tí nó còn bóc ra cho anh ấy kiểm tra. Cô là gì của anh nhỉ? Gì? Gì ruột đấy. Cô ơi, đừng đứng chồng lên để tí nữa cháu bóc ra cháu bàn giao cho anh ấy. Đấy, để đồ đây nhé, xong rồi là tí nữa bóc ra bàn giao cho anh. Ý thứ nhất là đúng chủng loại và không sứt vỡ các bác nhá. Ok, bây giờ em tắt máy đi cái, xong rồi em xuống hàng cùng anh em tí ạ. Vâng. Dạ vâng, em bán tốt lắm. Đây các bác nha, vừa xuống hàng cho bác chưa. Đây bây giờ bọn em sẽ bóc ra. Thứ nhất là bác kiểm tra, đầu tiên là không sứt vỡ này. Cái thứ hai là đúng chủng loại các bác nhá. Phải bóc ra đồng hoàng. Vì nhiều khi đi mình đi trường hợp ý các bác. Mình đi trường hợp ý là có thể là đường sóc, đường xiếc các thứ ấy, là nó có thể là bị sứt vỡ gì đấy. Bây giờ phải bóc hết ra, kiểm tra cho chủ nhà. Đấy. Anh kiểm tra, anh cần thiết thì anh bóc hẳn cái này ra để anh xem nó có bị vỡ hay không. Con này xả này, hố này, siêu to luôn này. Cái này ngắn đúng không? Hôm trước có một loại dài. Vâng. Sen cây này, bếp ga, bếp từ này, vòi này, gương này, chậu rửa mặt này, xịt này, xịt là em tặng hoàn toàn nhé các bác nhé. Đi em gửi công trình nào cũng thế thôi, xịt là em tặng hoàn toàn. Bàn đá này, đây là hút mùi này, đấy, bồn tắm này. Đấy, thì em Tuấn em đang giúp em là bóc ra để cho anh kiểm tra. Con này nhé, con này các bác nhé, hai tia xả nhé các bác nhé, xả đây và đây này, con này xả xoáy lắm các bác ạ, vừa xoáy vừa đầy. Ok các bác nhá. Thế thì em khả năng em xin phép kết thúc cái video này ở đây đây. Em kia giao hàng, em kiểm hàng cho các bác đi ra, xong rồi em cũng xin phép để em về ra, vì đoạn đường ở đây nó cũng khá là dài. Từ nhà em ra đây nó cũng phải đến gần 100 cây. Bây giờ xong rồi lát nữa em cũng sẽ phải về. Đó, thì bây giờ em sẽ bàn giao lại cho khách hàng. Bác nào thấy cái video này hay thì hãy chia sẻ hộ em hiện một cái video này nhá. Bác nào muốn tham khảo sản phẩm gì thì hãy cứ để lại bình luận ở bên dưới, hoặc là liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 078380 từ quý 7 các bác nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.